mẫu xe điện siêu nhỏ sắp ra mắt của VinFast sẽ trông như thế nào? Đây có thể xem là mẫu xe nhỏ nhất trong dải sản phẩm từ A đến E của VinFast. Trong đại hội cổ đông thường niên của tập đoàn Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng đã có những chia sẻ về kế hoạch sản xuất xe của VinFast. Ông Vượng cho biết đến tháng 8, VinFast sẽ sản xuất đủ hết dải xe từ A đến E, trở thành hãng xe điện đầu tiên trên thế giới có đủ các dải sản phẩm. Kế hoạch sản xuất còn tùy thuộc thị trường, nhưng có một thực tế là tỷ lệ bán xe sedan ngày càng thấp so với xe SUV. Chúng tôi đang triển khai cân nhắc để ra mắt xe siêu nhỏ, xe một cửa có giá thành rẻ nhưng rất đẹp. Vài tuần tới sẽ công bố. Hướng tới hãng xe hàng đầu thế giới thì không thể bỏ qua sản phẩm nào mà thị trường có nhu cầu, ông Phạm Nhật Vượng nói. Thị trường ô tô mini đang dần trở nên phổ biến, đặc biệt là ở các khu vực đông dân cư, hay xảy ra tắc đường và đi trong ngõ nhỏ hẹp. Lợi thế của mẫu xe này đến từ kích thước gọn gàng, phù hợp để di chuyển hàng ngày trong nội đô. Hiện tại vẫn chưa có bất kỳ hình ảnh nào về mẫu xe này của VinFast. Tuy nhiên, nếu là thiết kế một cửa, dòng xe VinFast hướng đến không phải là ý tưởng hoàn toàn mới, bởi trên thế giới đã có một số hãng xe giới thiệu mẫu xe mini một cửa. Ô tô trong khái niệm của nhiều người là chiếc xe với kính lái phía trước và cửa vào đặt ở hai bên. Nhưng ô tô một cửa mang thiết kế hoàn toàn khác. Cửa ra vào xe được tích hợp vào kính chắn gió phía trước. Bên trong thường chỉ có một hoặc tối đa hai ghế ngồi. Thương hiệu MZero tới từ Thụy Sĩ đã cho ra mắt mẫu xe Microlino, một chiếc xe kết hợp những ưu điểm của xe máy và ô tô. Đây rất có thể là mẫu xe điển hình cho chiếc xe mà ông Phạm Nhật Vượng đang hướng tới. Mẫu xe này có kích thước tổng thể đạt 2519 x 1473 x 1501 mm, tương đương với dài, rộng và cao, nặng khoảng 500 kg. Nhờ đặt vị trí cửa ra vào phía trước nên những chiếc ô tô mini có thể dễ dàng đỗ ở những không gian hẹp. Cửa xe nằm ở phía trước chứ không phải hai bên và đã được ẩn tay nắm. Muốn mở cửa xe, người dùng cần nhấn nút, còn khi đóng không cần nhiều lực vì là cửa hít. Không gian bên trong xe đủ chỗ cho hai người và khoang chứa đồ dung tích 230 lít. Nội thất được thiết kế lại đi kèm với cột lái cố định, ghế ngồi được thiết kế tiện lợi và bảng điều khiển tối giản với cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng bổ sung ở trung tâm để điều khiển các chức năng chính của xe. Có một thanh nhôm gắn dây nắm để đóng cửa. Động cơ điện cho công suất 17 mã lực, 12,5 kW và mô men xoắn 118 nanomet. Với công suất cực đại 26 mã lực 19 kW. Nhờ trọng lượng nhỏ 435 kg không bao gồm pin, Microlino có thể tăng tốc 0 đến 50 km/h trong 5 giây và đạt tốc độ tối đa 90 km/h. Xe được trang bị các tùy chọn pin 6 kWh, 10,5 kWh và 14 kWh, tương ứng khả năng di chuyển lần lượt là 95 km, 175 km và 230 km sau mỗi lần sạc. Để sạc 0 đến 80%, bộ pin lithium-ion cần 4 tiếng với hai loại 6 kWh, 14 kWh hoặc 3 tiếng với loại 10,5 kWh. Microlino có giá bán khởi điểm tại Thụy Sĩ là 14.990 CHF, khoảng 392 triệu đồng. Để đảm bảo sẽ có xe được giao, khách hàng cần thanh toán trước 500 CHF, hơn 13 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu mẫu có thiết kế hai cửa, nhiều khả năng mẫu xe điện mini của VinFast sẽ khá giống với những ô tô điện mini của Trung Quốc. Sắp tới, TMT Moto sẽ giới thiệu mẫu xe điện mini Huling Hongguang Mini EV. Mẫu xe này có thể xem như tiên phong trong phân khúc xe điện mini ở Việt Nam. Đây rất có thể là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của VinFast trong phân khúc xe đầy tiềm năng này. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.